Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thứ hai các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Cho bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ, mời quý vị đến với tin tức sau đây. Trump và Biden khẩu chiến kịch liệt về vaccine Covid-19. Trump chỉ trích ông Biden ngu ngốc, đòi đối thủ xin lỗi. Tiết lộ vũ khí bí mật giúp Trump tăng tốc cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Trump dọa cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đưa việc làm về Mỹ. Biden sẽ mạnh tay hay nhân nhượng với Trung Quốc nếu đắc cử Tổng thống. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Trump và Biden khẩu chiến kịch liệt về vaccine COVID-19. Trump chỉ trích Biden ngu ngốc, đòi đối thủ xin lỗi. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gọi đối thủ Joe Biden của Đảng Dân Chủ là kẻ ngu dốt vì hoài nghi vaccine do Mỹ điều chế, còn ông Biden chê nhà lãnh đạo thiếu sự gan lì trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang tiến vào giai đoạn cuối cùng, ứng viên lưỡng đảng đã tấn công nhau bằng những lời lẽ sắc bén nhất. Xuất hiện trước báo giới trong cuộc họp báo bất ngờ tại Nhà Trắng hôm ngày 7 tháng 9, Tổng thống Trump một lần nữa nêu lên khả năng có vaccine tiêm chủng ngừa COVID-19 trước ngày bầu cử điều mà giới chuyên gia cho rằng khó xảy ra, theo hãng tin AP. Đồng thời, ông cáo buộc phe Dân Chủ tìm cách chơi trò chính trị về vaccine sau khi bà Kamala Harris, người liên danh tranh cử với ông Biden, chia sẻ trên đài CNN rằng không thể chỉ tin vào lời nói một chiều của Tổng thống về vaccine COVID-19. Trước sự hoài nghi trên, Tổng thống Trump nhấn mạnh vaccine sẽ hết sức an toàn và vô cùng hiệu quả và có thể được phân phối vào tháng 10 nếu mọi việc suôn sẻ. Tuy nhiên trong sự kiện ở bang Pennsylvania, ông Biden lập tức lên tiếng khi cho rằng nhà lãnh đạo đang phá hoại lòng tin của công chúng về vaccine COVID-19 sau khi đưa ra các tuyên bố không được chứng minh cụ thể. "Tôi muốn nghe các nhà khoa học nói gì, tôi muốn có sự minh bạch hoàn toàn về vấn đề này", ông Biden nhấn mạnh, đồng thời đưa ra bình luận, "Ông ấy không có đảm lược trong việc đối phó COVID-19". Về phần mình, Tổng thống Trump cáo buộc ứng viên Biden đang đặt nhiều người Mỹ vào tình thế nguy hiểm với các phát biểu về COVID-19. Nhà lãnh đạo gọi ông Biden là kẻ ngu dốt, yêu cầu liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ phải xin lỗi vì động thái chống vaccine. Tin tiếp theo, tiết lộ vũ khí bí mật giúp ông Trump tăng tốc cuộc đua vào Nhà Trắng. YouTube được coi là vũ khí giúp Tổng thống Donald Trump giành được lợi thế trong cuộc đua chạy vào Nhà Trắng với đối thủ dân chủ Joe Biden hầu hết các chiến dịch hiếm khi đang nội dung vận động tranh cử trên nền tảng youtube tuy nhiên kênh youtube của tổng thống donald trump có thể coi là một bộ sưu tầm các tin tức các chương trình quảng cáo tranh cử như đừng để họ phá hủy nước mỹ hay tầm nhìn đúng đắn chiến dịch tranh cử của ông trump đăng tải hàng trăm video ngắn về các phát biểu của chủ nhân nhà trắng video các tin tức như báo cáo thị trường việc làm mỹ thỏa thuận gần đây giữa serbia kosovo trong một tháng trở lại đây, chiến dịch của ông Trump giảm tần suất quảng cáo trên truyền hình, ngược lại họ đổ tiền vào nền tảng chia sẻ video của Google. Cụ thể, chiến dịch tranh cử của ông Trump và quỹ chung với Ủy ban Cộng hòa Quốc gia đã chi hơn 65 triệu đô vào quảng cáo trên YouTube và Google, trong đó riêng từ tháng 7 đến nay khoảng 30 triệu đô. Trong khi đó, ứng viên dân chủ Joe Biden, Ủy ban Dân chủ Quốc gia mới đầu tư khoảng 33 triệu đô vào nền tảng này kể từ đầu chiến dịch tranh cử. Trong bối cảnh ứng viên dân chủ Biden liên tục dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận và quyên được nhiều tiền ủng hộ tranh cử hơn, chiến dịch của ông Trump coi YouTube là vũ khí để giành lợi thế. Đội ngũ của ông Trump dành nguyên lực đáng kể để tạo nội dung trên YouTube. Trong tháng 8, chiến dịch của ông đăng tải gần 900 video, trong khi chiến dịch của ông Biden chỉ đăng tải khoảng hơn 100 video. Nhiều chuyên gia về công nghệ số cho biết, cơ chế của YouTube có xu hướng gợi ý người xem các kênh thường xuyên cập nhật nội dung mới. Để tận dụng thuật toán này của YouTube, đăng tải càng nhiều video càng tốt, chiến dịch của ông Trump đang đăng tải các video quảng cáo tranh cử dựa trên thuật toán này. Eric Wilson, một chuyên gia về công nghệ số nhận định. YouTube là nền tảng trực tuyến phổ biến nhất ở Mỹ hiện nay, với hơn 90% người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 29 sử dụng, khảo sát của Pew cho hay. Tỷ lệ này cao hơn so với các nền tảng khác Instagram, Snapchat, Facebook. Chiến dịch của ông Trump cho biết thêm, kênh YouTube của họ ngày càng phổ biến với những người trong độ tuổi 25 đến 34. Các cố vấn tranh cử của ông Trump nói rằng Facebook là công cụ vận động tranh cử tốt hơn so với YouTube nhờ khả năng khoanh vùng người sử dụng mục tiêu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chiến dịch của ông Trump đánh giá cao YouTube là công cụ hiệu quả trong việc huy động, gây quỹ và thuyết phục cử tri. Chiến lược này của ông Trump có thể coi là một bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch tranh cử của ông thực hiện một chức năng của hãng thông tấn riêng để truyền thông điệp đến cử tri thay vì dựa vào các hãng truyền thông truyền thống. Trong 4 ngày diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ cuối tháng trước, chiến dịch của ông Trump chi hàng triệu đô cho các hoạt động vận động, quảng cáo áp đảo trên YouTube. Quảng cáo về ông Trump thu hút 40 triệu lượt xem, chỉ 3% trong số đó là những người không đăng ký kênh của Tổng thống. Trong vòng 4 tháng trở lại đây, các video trên YouTube của Đảng Cộng hòa thu hút khoảng 509 triệu lượt xem. Nếu Đảng Dân chủ đăng tải video toàn văn bài phát biểu tại đại hội của ứng viên Biden, thì chiến dịch của ông Trump chia nhỏ bài phát biểu của ông Trump thành 28 video ngắn đăng tải trên YouTube. Đảng Cộng hòa làm điều tương tự mỗi khi chủ nhân nhà trắng có bài phát biểu quan trọng. Với sự đầu tư này, ông Trump vượt qua tất cả các chính sách của Mỹ về khoản tiền chi cho vận động tranh cử trên YouTube. Kể từ tháng 4 đến nay, số lượt đăng ký theo dõi kênh YouTube của chiến dịch tranh cử của Trump tăng từ 327.000 lên hơn 1 triệu đăng ký, cao hơn nhiều so với ứng cư viên Biden khi số lượt đăng ký tăng từ 32.000 lên 137.000 lượt. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang nóng lên từ ngày sau khi ứng viên Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa chính thức nhận đề cử, chuẩn bị màn tranh luận trực tiếp đầu tiên. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên Biden dẫn trước, sau những người đặt cược trên các sàn đặt cược trực tuyến lại đưa ra một quan điểm trái ngược hoàn toàn. Theo AP, đa số những người đặt cược trên các sàn đặt cược trực tuyến ở Anh, Australia đặt cược vào khả năng ông Trump tái đắc cử. Tin tiếp theo, ông Trump dọa cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đưa việc làm về Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo cắt đứt quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc. Chúng ta mất hàng tỷ đô, nếu chúng ta không làm ăn với họ thì chúng ta sẽ không mất hàng tỷ đô, đó là tách rời hai nền kinh tế. Vì vậy, quý vị hãy bắt đầu suy nghĩ về điều này. Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 9. Ông một lần nữa tuyên bố sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc trở về Mỹ. Ông cho biết sắp tới, chính quyền của ông không cho phép các hợp đồng liên bang với các doanh nghiệp Mỹ sản xuất tại Trung Quốc bắt buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19 chúng ta sẽ đưa nước mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới và chấm dứt sự phụ thuộc vào trung quốc một lần và mãi mãi cho dù đó là tách rời hay áp thuế hàng loạt như tôi đã làm chúng ta sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào trung quốc bởi chúng ta không thể dựa vào trung quốc chúng ta sẽ mang việc làm từ trung quốc trở về mỹ và chúng ta sẽ áp thuế lên các công ty bỏ nước mỹ để tạo việc làm ở trung quốc hay các nước khác ông trump nói đây không phải lần đầu tiên ông trump cảnh báo các đất quan hệ kinh tế mỹ trung tuy nhiên nhiều quan chức mỹ và giới chuyên gia cảnh báo việc tách rời một quan hệ này rất khó khả thi bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin hồi tháng 6 nói rằng tách rời quan hệ bắc kinh mỹ trung sẽ khiến doanh nghiệp mỹ không được phép cạnh tranh công bằng ở trung quốc một số quan chức khác và các nhà phân tích cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có sự liên kết chặt chẽ nên lý tưởng tách rời khó khả thi sau washington tiếp tục gây sức ép lên bắc kinh tin tiếp theo, bộ trưởng Mỹ bị tố nói dối về nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cử. Chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện tố bộ trưởng bộ Tư pháp Barr nói dối khi cho rằng nguy cơ của Trung Quốc can thiệp bầu cử cao hơn nga. Đó rõ ràng là tuyên bố sai lầm của bộ trưởng Tư pháp. Những gì ông bà đưa ra trong tuyên bố đó chỉ mang tính phiến diện để đánh lừa người dân Mỹ. Chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện Mỹ Adam Schiff cho biết hôm ngày 6 tháng 9. Bộ trưởng Tư pháp William Barr hôm ngày 2 tháng 9 cho biết, Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn Nga khi nhắc tới cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Tôi đã thấy tin tình báo, đó là điều tôi kết luận. Bà nói, sao không cung cấp thông tin chi tiết? Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien hai ngày sau cũng đưa ra tuyên bố tương tự bà, nhưng không giải thích thêm. Brand cho rằng Trung Quốc đóng vai trò tích cực nhất khi can thiệp bầu cử nước này và có chương trình lớn gây ảnh hưởng chính trị. Khi được hỏi liệu Bộ trưởng Tư pháp có nói dối không, Schiff nói, về cơ bản, đó là những điều ông ta đang làm. Tôi ngần ngại khi phải nói điều này, nhưng đó là sự thật. Rõ ràng bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì hoặc nói bất cứ thứ gì để giúp Donald Trump. Văn phòng của Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin. Ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm ngày 4 tháng 9 cho biết, ông không đồng ý với quan điểm Trung Quốc có nguy cơ can thiệp bầu cử lớn nhất. Thêm rằng, đó không phải đánh giá phù hợp với cuộc họp tình báo ông nắm được. Tình báo Mỹ trước đó cho rằng Nga tổ chức chiến dịch tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump, dù Moscow nhiều lần phủ nhận điều này. Quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Mỹ cáo buộc Trung Quốc giấu dịch khiến COVID-19 lây lan, ảnh hưởng công tác chống dịch của các nước, điều Bắc Kinh kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng coi các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc như một trong những phần quan trọng nhất trong chiến dịch tái tranh cử của ông, đồng thời cáo buộc Biden mềm mỏng với Bắc Kinh. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng hổi có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.